Kính chào bà con và quý khán giả. Thưa bà con, phóng viên Kinh tế Nông nghiệp kịp thời ghi nhận niềm vui vào vụ Tết của bà con khắp nơi. Nhiều mặt hàng nông sản bắt đầu tăng giá từ thời điểm này. Thủ phủ quýt hồng, một năm cho trái một lần. Bà con đang chuẩn bị tất bật để chăm sóc trái và các hộ làm kiểng, chậu thì đầu tư hơn để có thể đưa ra sản phẩm đẹp nhất cung ứng cho thị trường. Không khí Tết cảm nhận rất rõ qua bản tin Kinh tế Nông nghiệp ngày hôm nay. Trước hết mời bà con điểm qua nội dung chính. Giá tôm hùm Phú Yên tăng cao trở lại vì hiếm hàng. Nông dân nuôi ba ba ở Hậu Giang chuẩn bị cả chục tấn sản phẩm phục vụ thị trường cuối năm. Dưa lưới Tết phát triển tốt, nông dân an tâm đầu ra do được bao tiêu. Trong không khí tất bật chuẩn bị Tết, bà con miền Tây vẫn miệt mài cực nhọc mưu sinh, đổi lại niềm vui nhờ thu nhập khá. Hình như nè, chị có ăn thịt ba ba chưa? Hình như có ăn thịt ba ba rồi, bởi vì nó nhiều chất dinh dưỡng cho nên là ai cũng thích hết á. Tôi cũng có thích ăn ba ba như là ba ba nấu mẻ cùng với chuối hoặc là ba ba rang muối á. Vâng, nhiều người sành ăn và có sở thích giống như là chị Huỳnh như vậy. Cho nên là hiện nay ba ba được xếp vào đặc sản cao cấp phục vụ cho các quán ăn, nhà hàng. Năm nào thì gần cuối năm, bà con ở hợp tác xã chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cũng chuẩn bị hàng chục tấn để mà cung ứng cho thị trường. Nhờ bà con nuôi chất lượng, sản lượng không có bị đứt đoạn cho nên là thị trường ổn định. Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi bán ra thị trường hơn 30 tấn ba ba và 10 tấn cua đinh cho thị trường trong tỉnh, các thành phố lớn trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc, thu về thu nhập hàng tỷ đồng. Hợp tác xã còn cung cấp hơn 100.000 con ba ba giống và hơn 10.000 con cua đinh giống cho người chăn nuôi ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hiện đơn vị ký hợp đồng liên kết đầu ra ba ba cua đinh với hai doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh nên thời gian tới sẽ tăng quy mô, sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu. Tết thì cái gì cũng hút hàng tăng giá vì nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Con tôm hùm trước đó lao đao vì giá thì thời điểm này bà con nuôi tôm cũng nhẹ lo. Tại thị xã Sông Cầu, thủ phủ nghề nuôi tôm của tỉnh Phú Yên, giá tôm hùm bông được các thương lái thu mua là 2 triệu 400.000 đồng một ký. Trước đó từ tháng 2 đến tháng 6 thì chỉ có nửa giá so với hiện nay. Con tôm hùm xanh trước đó cũng chỉ được bán với giá là 750.000 đồng một ký, thì nay giá bán tăng lên gần gấp đôi. Thời điểm này, giá tôm hùm cao nhất 10 năm trở lại đây. Nhờ đó, người nuôi cắt lỗ vì những đợt bán trước giá rớt quá thấp. Nếu giá tôm tiếp tục duy trì như hiện nay thì người nuôi thắng lớn. Theo thống kê của Phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu, sản lượng tôm hùm bán ra thị trường ở vùng nuôi Vịnh Xuân Đài từ đầu năm đến nay khoảng 760 tấn. Hiện sản lượng tôm thương phẩm trên vùng nuôi chỉ còn khoảng 25 tấn. Trong khi nhu cầu lại tăng vào dịp cuối năm nên giá tôm đang ở mức cao. Mỗi ngày bà con xuất bán ra thị trường vài tấn, chủ yếu vẫn là thị trường Trung Quốc và một số tỉnh phía Nam. Thị trường đang tốt nhưng nhìn chung chỉ một vài hộ có lời cao, còn lại lỗ hoặc quầy vốn do người dân đã xuất bán hết trước mùa mưa bão. Một số vùng nuôi bị ảnh hưởng bởi thiên tai khiến tôm chết hàng loạt. Nguồn cung ít khiến giá bị đẩy lên cao nhưng có thể chỉ là nhất thời. Nuôi con đặc sản như tôm hùm dễ giàu mà cũng dễ đổ nợ vì dịch bệnh thời tiết. Với giá như hiện nay, ngành chức năng khuyến cáo người nuôi không ồ ạt tăng số lượng lồng nuôi và tăng số lượng tôm trong lồng để tránh cái cảnh rủi ro về dịch bệnh. Đối với những lồng nuôi, tôm chưa đạt kích cỡ thương phẩm cần tiếp tục nuôi dưỡng để đạt tới sản lượng cao hơn. Trở lại miền Tây cũng ở xứ biển, nhưng nông dân Cà Mau không nuôi tôm hùm mà chủ yếu là nuôi cá lồng bè, nghêu, sò, các loại thủy sản nước lợ, nước mặn. Việc trồng rau màu dùng mặn cũng là khó khăn vì nguồn nước tưới cho cây rau không phải là nước ngọt. Nhưng may mắn là mùa mưa năm nay kéo dài, mặt đất còn độ ẩm cho nên là người dân gặp thuận lợi trong việc xuống giống và chăm sóc vụ hoa màu trên vùng đất mặn. Bà con ở xã Dùng Mặn của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang tập trung làm cỏ, cải tạo đất và gieo hạt chăm sóc vụ hoa màu trên vuông đón Tết. Ảnh hưởng của những cơn mưa lớn kéo dài hồi tháng 10 dương lịch vừa qua làm cho nhiều diện tích hoa màu thiệt hại, nên hiện tại giá các loại hoa màu khá cao. Hiện tại cải xanh, cải ngọt và các loại rau xanh khác đều có giá hơn 15.000 đồng một ký nên bà con rất phấn khởi. Bà con hy vọng giá rau Tết giữ mức cao để tăng thu nhập. Ngoài xuống giống các loại hoa màu, nhiều hộ còn tận dụng đất trống để xuống giống vụ dưa hấu Tết. Hộ trồng nhiều, có số lượng hàng ngàn dây.
Theo đánh giá của người dân, mô hình trồng hoa màu và dưa hấu trên vùng đất mặn mang lại hiệu quả khá cao, ít bị sâu bệnh gây hại, ít tốn công chăm sóc và giảm bớt chi phí sản xuất. Nhờ duy trì mô hình này mà nhiều hộ có thêm nguồn thu nhập ổn định và có chi phí trang trải cho gia đình trong dịp Tết. Nếu gia đình nào mà không quá xem nặng chuyện phong tục chưng Tết là phải đủ trái ở trong mâm ngũ quả thì có thể là chọn dưa lưới để chưng Tết. Dưa này thì chưng để được lâu hơn so với dưa hấu. Hiện nay thì dưa lưới có hai màu là màu vàng và màu xanh. Tết màu sắc tươi mới cho nên là sẽ được chuộng hơn. Vì vậy mà dưa vàng sẽ là chiếm ưu thế. Chuyện đầu ra của dưa lưới thì bà con hợp tác xã dưa lưới Thuận Phát ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang không ngán ngại, bởi vì bà con làm ra bao nhiêu cũng được công ty đặt hàng bao tiêu hết. Tết này thì bà con xuống giống hơn 10 công dưa lưới, trong đó có 2 công dưa trái vàng Hà Lan và Nhật Bản. Dưa lưới ở đây được trồng trong nhà kính, trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel. Hợp tác xã cho ông Mật vào nhà kính để thụ phấn cho dưa. Với cách làm này, những vụ dưa gần đây, năng suất dưa tăng từ 3 tấn lên 3 tấn rưỡi một công. Với giá bán bao tiêu 28.000 đồng một ký, trừ hết chi phí người dân lời hơn 32 triệu đồng một công. Hợp tác xã dự kiến thu hoạch dưa lưới từ ngày 15 đến ngày 25 tháng Chạp. Đó là thành quả ngọt ngào của những nông dân dám mạnh dạn chuyển đổi từ việc trồng cây lúa, mía, vườn tạp kém hiệu quả sang trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao, tưới tiết kiệm, vừa giảm được chi phí, công sức mà tiền thu về thì bền vững. Thưa quý khán giả và bà con, để đi đến việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp thì trước hết nông dân phải có nền tảng tay nghề. Như việc trồng quýt hồng Tết, đây là cây ăn trái đặc sản của miền Tây được chuộng chưng Tết. Quýt này làm trái vụ rất khó nên nhà vườn tập trung cho trái một vụ duy nhất trong năm vào dịp này. Nhà vườn rất trầy trật ứng phó bệnh vàng lá trên cây có múi để làm sao cho cây phát triển tốt, cho trái bóng đẹp. Kỹ thuật càng khó khi cho cây vào chậu để mà làm kiểng. Nhà vườn trải qua nhiều công đoạn và hiện thì đang chăm sóc để quýt chậu có dáng đẹp, trái sai cung ứng cho khách hàng vào dịp Tết. Công tác viên Kinh tế Nông nghiệp đưa tin. Tết năm nay, ông Lưu Văn Khiêm, thành viên tổ hợp tác trồng quýt chậu, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, cung ứng khoảng 200 chậu quýt hồng kiểng cho người tiêu dùng, dự kiến trái sẽ chín đúng vào dịp Tết. Hiện gia đình đang tập trung chỉnh sửa cho tàn cây đẹp, nhà vườn buộc trái để tránh bị rụng khi di chuyển. Về cây trái hiện giờ đang chỉnh sửa cây cho nó đẹp, trái trái sắp xếp cành tán này lại cho nó gọn, nhìn cây cho nó thoáng chứ. Buộc trái trước để nhìn quá trình vận chuyển đó, sợ đụng nó gãy, nên mình phải buộc giống trước, chăm sóc nó cho màu, da đẹp, rồi từ đây chờ tới chăm sóc tới khi nó chín thôi. Vừa Tết đó, ngay Tết luôn. Còn đây là 300 chậu quýt hồng kiểng, thành quả sau 2 năm chăm sóc rất công phu và vất vả của nhà vườn Hà Thanh Hồng. Dù ảnh hưởng dịch bệnh, thời tiết thất thường, tình trạng vàng lá tố rễ, chết xanh trên cây có múi ảnh hưởng năng suất, nhất là quýt hồng lên chậu, nhưng nhờ chuẩn bị cây giống đảm bảo chất lượng, chăm sóc đúng kỹ thuật, đến nay thương lái đã đến vườn đặt mua được vài chục chậu, tỷ lệ này ít hơn mọi năm. Giá cả thì năm nay chắc mềm hơn mọi năm. Lý do tình hình dịch bệnh rồi chắc kinh tế cũng hơi eo hẹp. Hôm nay thì mới cũng bán có vài chục chậu à. Có nhiều người điện đặt rồi, chờ đến xem rồi người ta mua rồi đặt cọc rồi tới 20 Tết mới lấy. Quýt hồng lên chậu chưng Tết cao từ 1m đến 1,5m, cho trái lớn, vị ngọt. Đạt yêu cầu, nhà vườn phải bỏ ra khoảng 2 năm chuẩn bị cây giống đảm bảo chất lượng, nghiên cứu chăm sóc đúng kỹ thuật để cho trái vào đúng dịp Tết. Hiện thị trường tiêu thụ chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và các tỉnh phía Bắc. Năm nay theo các nhà vườn, giá bán sẽ vẫn như mọi năm, dao động từ 2 triệu đến 5 triệu đồng tùy hình dáng và số lượng trái mỗi chậu. Tổ hợp tác trồng quýt chậu xã Vĩnh Thới, huyện Lai Dung dự kiến sẽ cung ứng khoảng 1.000 chậu cho thị trường Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Theo nhà vườn trồng quýt hồng Lai Vung, năm nay giá không tăng so với mọi năm. Tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình chung về kinh tế, thời điểm này thì việc tiêu thụ quýt khá là chậm. Bà con hy vọng là cận Tết thì sẽ nhìn thấy được những cái tín hiệu khởi sắc từ thị trường. Thưa bà con, miền Tây có sông ngòi chằng chịt, phương tiện đi lại thì rất là đa dạng. Hình ảnh của những người nông dân mưu sinh bằng ghe xuồng vỏ lãi ở trên sông rất đổi quen thuộc rồi.
đánh bắt cá, ốc xong thì bà con dùng cái phương tiện đó để chở ngay đến bến chợ bán cho kịp hàng. Vâng, ở huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp thì có một ngôi chợ ốc độc đáo, trở thành nơi trao đổi mua bán của những người mưu sinh theo con nước. Mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi một vài hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận qua phóng sự sau. Chợ ốc bắt đầu khi chiếc xe tải của thương lái dừng lại ở dưới chân cầu Dòng Găng ở xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Dù không hẹn trước, nhưng suốt 3 năm nay, ngày nào cũng đều răm rắp lần lượt những chiếc xuồng nhỏ đi cào ốc từ khắp nơi đổ về, cập vào bến, tạo nên sự nhộn nhịp. Ông Huỳnh Văn Dũng là một trong những người mưu sinh nhờ bán ốc, chia sẻ. Thu nhập từ công việc khá bấp bênh, có lúc lời meo, có khi cũng trúng đậm. Mới đầu tiên thì người ta đi dò, người ta kêu mình mặn. Mình từ từ quen, đông người mạnh ai nấy mặn. Tùy theo nhiều ít thì nó ngay cũng 500-600, 700-800. Có bữa lỗ tiền dầu cũng có. Hôm nay là một ngày khấm khá của vợ chồng anh Bước. Nhà ở xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Từ sáng sớm, hai vợ chồng anh chị đã thức dậy nấu cơm mang theo. Sau đó chạy ngang dọc từ sông lớn đến trạch nhỏ để cào ốc. Ngày mưu sinh của anh chị chỉ kết thúc khi thành quả là các loại ốc hến được đem cân cho thương lái. Mình làm cái này kiếm sống qua ngày vậy thôi chứ. Thì nghề dạy nghề, người này chỉ người kia, người nào đi trước thì chỉ là người đi sau. Sàn ốc, gửa ốc, ổng thì lái. Cô thì ăn trước gửa, đỡ kéo thì kéo hai người. Có một điểm chung thú vị của chợ ốc là đi trên mỗi chiếc xuồng cào ốc thường là một đôi vợ chồng, một gia đình nhỏ. Mỗi người làm một việc, san sẻ nỗi nhọc nhằn cho nhau trong buổi mưu sinh. Toàn bộ số lượng ốc từ các ghe cào sau khi được tập hợp lại sẽ được thương lái phân loại. Phần ốc đạt chất lượng sẽ được vận chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Số còn lại bán cho những hộ nuôi tôm. Sau một ngày dài vất vả mưu sinh, những chiếc xuồng cào vội vàng rời bến, trở về nhà để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đi mới vào sáng ngày mai. Chợ ốc này có đủ cực nhọc vất vả, nhưng cũng xen lẫn với niềm vui. Đó phần nào cũng là sự bình yên trong cách sống hòa hợp với tự nhiên bao đời nay của người dân miền sông nước. Từ lâu với nhiều người, hình ảnh này đã trở thành gốc quê, cứ đi xa là sẽ nhớ, còn ở gần thì càng thương. Đó là sự nhọc nhằn mưu sinh của những bộ phận người nông dân ở miền Tây. Chúng tôi xin kết thúc bản tin Kinh tế Nông nghiệp hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin ngày mai.